Đây là cái cuộn dây của cái quạt trần mà mình vừa sửa xong cái bo điều khiển của nó nhé các bạn nhé. Thì mình tháo ra cũng cho các bạn nào muốn biết khi một cái quạt bị sét đánh thì nó sẽ hỏng bo như thế nào thì các bạn xem video trước của mình sẽ biết rồi. Còn đâu hỏng cuộn dây như thế nào thì video này thì các bạn có thể tham khảo nhé. Các bạn để ý này, nó có 3 dây tương đương với hai cuộn. Thì cái dây trắng này thì chính là cái dây mà điện áp một dây AC nó đi qua các con chiác đấy, thì chính là cái dây chung, nó sẽ đi qua một con cựa, nó sẽ có một con cầu chì nhiệt để bảo vệ này. Con này mà khi mà quạt mà bị yếu tụ này, dẫn tới là chạy bị om này, hoặc là chạy lâu mà nóng này, thì con cầu chì này sẽ cháy, để tức là nhiệt độ nó trong cuộn dây nó tăng cao, trong quạt nó cao thì nó sẽ cháy để nó bảo vệ. Nhưng mà với cái kiểu sét đánh này thì con tụ này, con điện trở này nó cũng cháy các bạn này, nó cũng đứt rồi này, và nó nổ hết dây ở đây luôn các bạn này, nổ dây này, nó nổ dây. Và bây giờ mình đo thử xem nó còn thông không nhá. Thì đây là cái dây chung, nó đã qua cầu chì nhiệt, cầu chì nó đã cháy rồi, thì mình sẽ đo bên này xem nó còn thông dây nào không. Đấy, hai cuộn nó đều là còn một cuộn thông các bạn ạ. Vậy là cuộn đen là cuộn làm việc là vẫn còn thông, nó chỉ đứt mất cái cuộn khởi động các bạn ạ, cuộn khởi động bị đứt này. Như vậy là bị sét đánh là nó cháy cái cầu chì nhiệt và lỗ ở vị trí này và đứt mất cái cuộn làm việc, tức là những cái cuộn vòng dây bên trong nhé các bạn nhé. Bên trong là cái cuộn khởi động chứ quên, đứt mất cuộn khởi động. Cuộn khởi động là cái liên quan cái dây đỏ này. Cái dây đỏ nó chính là cái dây ở rìa ngoài này các bạn nhé, ở cái rắc ngoài này, nó chính là đi qua con tụ khởi động đấy, con tụ khởi động, con tụ đen to này. Bây giờ mình sẽ thử bóc cái này ra mình xem nó nổ như nào nữa nhá. Như vậy là cái cuộn sau khi mình tháo ra cái mặt nhựa này ra này, thì mình thấy là cái cuộn khởi động bên trong ấy nó chỉ còn một đầu dây thôi, còn một đầu dây nó nổ mất rồi. Thì cái cuộn làm việc bên ngoài này thì nó vẫn ok, các bạn nhìn cái kim đồng hồ kìa, nó vẫn lên các bạn thấy không? Tức là cuộn làm việc ok, không vấn đề gì. Như vậy là cuộn làm việc mình vẫn sẽ để nguyên, tí nữa mình lắp lại này. Và cái cuộn khởi động ấy thì nó chỉ còn một đầu dây thôi. Đầu dây nó sẽ quấn sang cuộn này rồi đi vòng vòng rồi đến cuộn này, rồi cuộn này. Sau đó đến cuộn này nó sẽ ra, tại cuộn này nó sẽ ra một đầu nữa đấy, nhưng mà nó đang bị nổ cụt mất rồi. Bây giờ mình sẽ và mình nhìn thấy cái vết cụt của nó nằm phía sâu phía dưới của cái khe này. Bây giờ mình sẽ thử nôi được, tìm được nó ra không nhá. Nhiều cái thì nó nổ, thì đôi khi có nhiều bạn mà muốn làm nhanh có thể bỏ cái quận một quận này đi cũng được ấy. Nhưng mà quạt khi nó chạy thì nó hơi bị lệch một chút, nhưng mà nó vẫn chẳng sao cả. Bây giờ mình sẽ thử tìm cái đầu dây đứt xem có được không nhá. Sau khi mình lần mò một lúc thì mình không thể tìm được cái đoạn dây đứt, đầu dây đứt của nó, nên mình sẽ chọn một cái giải pháp như thế này các bạn nhá. Mình nghĩ là nó vẫn là ok, là mình sẽ vì là cái đầu dây của nó từ từ vị trí quấn từ từ vị trí này, mà nó là cái búi dây này này, thì mình chọn giải pháp là mình cho các bạn xem, các bạn có xem được không. Mình lấy một búi, mình nôi một cái vòng dây ở phía sâu bên trong này ra, và mình đo thấy nó thông, tức là mình lấy luôn một cái vòng dây ở phía dưới bên trong cùng, tức là nó sẽ gần nhất so với cái đầu dây bị đứt. Như vậy như này ấy, thì có thể là mình chỉ bỏ một hoặc hai vòng, hoặc tối đa chỉ là 10 vòng nó cùng thôi, bởi vì nó là một lớp bên trong mà. Cái lớp bên trong thì nó rất là mỏng các bạn ạ. Nên mình lấy như này thì mình vẫn tận dụng được cái búi đang bị cháy rồi nhá. Tức là nó chỉ bỏ mất khoảng tối đa cao nhất chắc chỉ đến 10 vòng dây nó cùng thôi, và mình đo nó đã thông. À, mình lấy như thế, bây giờ mình sẽ đổ một ít keo cao áp cho nó giữ vị trí cái mối lối này lại, để cho nó khi nó bị nhiệt nó sẽ không xảy ra hiện tượng cựa quại mối hàn. Sau đó là mình sẽ lắp mấy cái đầu dây này lại và mình đo thử nhá, mấy cái đầu này này. Và mình cũng kiếm được một con cầu chì khác mình thay, con cầu chì zin bản của nó này, cầu chì zin bản, để xem mình đọc được không. Cầu chì zin bản của nó là 2A, và nhiệt độ cắt nhiệt độ cháy là 134 độ các bạn nhé. Thì mình cũng kiếm được một con cầu chì 2A ở một cái thiết bị khác, nhưng mà cái con cầu chì này nó cắt tận 150 độ cơ, nhưng mà thôi, có còn hơn không có các bạn nhé. Mình thay vào cho nó này.
Bây giờ mình sẽ đấu vào, sau mình sẽ đo thử nhá, xem ok không nhá. Sau đó mình sẽ lắp vào. Như vậy là mình đã lắp xong cái tấm nhựa và mình đã hàn hết đầu dây lại với nhau ấy. Thì bây giờ mình cũng đo qua về cái lội trở của hai cái cuộn dây này nhá, cho chúng ta lưu lại để tham khảo nhá. Thì đầu tiên này, đây là dây chung này, dây trắng là dây chung này, mình sẽ để đồng hồ dây chung và mình đo cọc này, nó chính là sẽ đạt được khoảng là 290 mấy ohm kìa, 290 đấy. 292 nhá. Còn cuộn khởi động này thì nó là ở đây này, dây đỏ này. Thì nó là rơi ở khoảng 200 ohm à. Thì thường ấy thì là cuộn làm việc bao giờ cũng nội trở của nó cũng cao hơn, bởi vì các bạn để ý này, cái vòng dây cuốn của nó là ở cái vòng từ to hơn, rộng hơn. Thì như vậy là cái lượng dây nó sẽ nhiều hơn thì cái nội trở của nó là sẽ là cao hơn các bạn nhé. Và cái cuộn làm việc cuộn khởi động thì nằm bên trong thì là nó sẽ vòng dây nó sẽ nó nhỏ, vòng từ nó nhỏ hơn thì là cái lượng dây nó ít hơn nên cái nội trở của nó sẽ nhỏ hơn so với cái cuộn làm việc ở bên ngoài. Thì như vậy là mình đã xử lý xong cái phần đứt của cái cuộn khởi động, là nó đứt ở trên cái bối này, và mình đã thực hiện theo phương pháp là mình lấy một đoạn bên trong, thì thực tế lấy như này nó chỉ bỏ mất tối đa chắc chỉ 10 vòng dây là cùng thôi, nên mình nghĩ là vẫn chạy ok được. Tí nữa mình lắp hoàn thiện mình sẽ đổ một ít keo cao áp vào đây để cho nó giữ cái mối hàn, cái mối nối đấy của mình lại, và mình cũng test thử luôn cho các bạn nhé, xem nó chạy như nào nhé, không cần lắp cũng có thể test được. Thì đây chính là cái bo mình vừa sửa lúc trước này, cái bo bị sét nó đánh này, và mình đã sửa nó đã ok rồi này, bị hỏng khá nặng này. Thì đây nhá, dây rắc nguồn vào này, mình sẽ dùng cái dây điện ngoài mình cấp nguồn cho nó này, mình để thay thế cái rắc đầu của nó này, sau đó là mình sẽ cắm cái đầu ra cho nó và mình sẽ thử chạy như này nhá các bạn nhá. Đây, nó sẽ quay như này được này các bạn này. Đấy, mình sẽ thử nó nhá. Khi cắm vào thì kiểu gì nó cũng sẽ chạy ở số 2 luôn, bởi vì riêng cái dòng quạt này, Palai này như thế mà ở trên tầng 2 nhà mình cũng dùng mấy cái, mình biết cứ mà đi làm để chế độ đăng tắt bằng điều khiển ấy, mà đi làm không có ai ở nhà ấy, mà trong lúc không có ai ở nhà mà nó có điện, mất điện rồi lại có điện thì về để quạt đã đang chạy rất là buồn cười. Riêng cái quạt này đây, mình cắm điện này nó sẽ chạy luôn ở số 2 đấy. Đấy, nó sẽ chạy ok này, và mình ấn tắt này là nó sẽ dừng, nhưng mà nó do quán tính cái này bây giờ nó như này nó rất là trơn, nó vẫn còn quay được này. Bây giờ mình sẽ bật này thì nó luôn ở số 2 này, số 1 này là chạy chậm hơn này. Đấy, nó sẽ chạy chậm hơn. Số 2 này, số 3 này, như vậy là nó đã chạy ok nha các bạn nhé. Mình tắt này, tắt thì còn lúc lâu nó mới dừng được, bởi vì cái này nó mình để như này nó có cái quán, nó rất là trơn mà, nên là mình sẽ dừng nó này. Đấy, dừng nó rồi đấy. Mình bật nó nhá, mình vẫn đang cắm điện mà. Bật này, ái da, nó giật ghê thật. Cái dòng cái lực khởi động moment quay của nó khá mạnh. Đây là hẹn giờ này. Cái quạt này nó có 3 cái đèn thì là liên quan đến hẹn giờ nhá các bạn nhá. Hẹn giờ một tiếng này là một đèn, 3 tiếng là 2 đèn, còn 6 tiếng là 3 đèn. Như vậy là mình đã sửa ok cả phần bo mạch và phần cuộn dây của nó nha. Mình cứ nghĩ là phải đem cho thợ điện cơ quấn lại cơ, nhưng mà mình vẫn xử lý được, và đa số mình sẽ xử lý được như thế này. Quá lắm thì có con thì mình bỏ một cuộn thì nó vẫn chạy được, nhưng nó hơi bị lệch, nó sinh ra tiếng kêu không đồng lắm. Nhưng mà riêng cái con này phục hồi như này là quá ok rồi các bạn nhé. Ở video mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Hy vọng video sẽ giúp ích được cho một số ai xem mà gặp những cái ban như này thì có thể thực hiện theo phương pháp như của mình ấy. Còn cái bo mạch thì nó hơi khó hơn. Nhưng mà trong cái video mình sửa bo mạch ấy thì mình cũng nói đến những cái hỏng hóc khi mà nó bị nhiễm sét nhẹ hơn, thì khi đó chúng ta có thể khắc phục được. Chứ nó nhiễm như con này thì cực kỳ khó sửa luôn. Chẳng qua là mình có con MSU và mình có con IC nguồn ở một cái bo khác nên mình mới phục hồi nó thôi. Chứ nếu mà nó test mà nó hỏng MSU ấy mà mình không có thì mình cũng chẳng sửa đâu. Mình sẽ thay bo khác cho khách cơ. Và cái bo zin này mình thấy bán cũng khá là đắt nha các bạn nhé. Còn cái bo của bọn Trung Quốc sản xuất ấy, thì nó cũng rơi vào hơn 100.000 ấy. Có web nó bán gần 200.000. Nhưng cái bo zin này mình thấy hình như là nó bán tầm khoảng 250 đến 350 hay sao ấy. Riêng cái bo zin này này. Ở video sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn nhé.